Chào cả nhà nha. Hôm nay mình lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn món bánh bột lọc. Bánh này thì mình làm nguyên liệu sẵn có tại nhà của mình. Mình có gì mình làm nấy nha các bạn. Bánh bột lọc này là mình sẽ làm giống như nhân bánh bao. Tại vì mình sẽ kết hợp khi mình làm bánh bao xong thì còn nhân mình sẽ làm bánh bột lọc, hoặc bánh bột lọc còn thì mình sẽ làm bánh bao nhé. Tại vì nguyên liệu này là lúc nào mình cũng có sẵn trong tủ lạnh, mình làm nhanh thì mình lấy ra làm ngay. Làm cái này thì có nhân bằng nấm mèo cũng được, mình cũng có nấm mèo nhưng mà có lẽ vì mình thích nhân này hơn, nó dễ ăn và mình làm rất nhiều rau củ để cho ăn đỡ ngán. Đây là củ sắn mà người Bắc mình thì sẽ gọi là củ đậu đó các bạn, còn đây là củ hành tây và hành lá, rồi củ hành tím nữa mình phi thơm. Cái này là nửa ký bột mì tinh, còn gọi là bột năng đó các bạn. Mình sẽ lấy một ít ra đây để mình làm bột khô, bột áo. Còn đây là thịt, đây là 400 g thịt, thịt có mỡ mỡ một chút nha các bạn. Mình đã băm chứ không có xay, tại vì mình băm ra thì nó sẽ có, nó vừa còn xay nó nhuyễn quá thì nó sẽ không ngon. Ở đây mình đã ướp gia vị rồi. Cái này mình ướp đường, muối, bột ngọt và hạt nêm, tiêu xay. Mình ướp làm sao mà cho vừa miệng của các bạn đó nhé. Tại vì nhiều người thì thích ăn ngọt, nhiều người thì thích vừa ăn, không thích ăn ngọt nhiều. Thì mình ướp chủ yếu là một ít nước tương nè, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt với tiêu xay, hành lá đó, chỉ đơn giản thế thôi. Rồi xong sau này mình sẽ trộn các thứ lại. Hành lá này nè thì để một chút xíu nữa mình sẽ ướp vô đây, một tí hạt nêm và một tí đường. Đó, mình sẽ nấu dầu lên. Một lát nữa mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Nấu dầu lên xong mình sẽ đổ vô mình làm mỡ hành, làm dầu hành để mình đổ vào bánh. Còn hành này, hành tím này để mình phi thơm vàng lên, mình sẽ xào các nguyên liệu. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình giới thiệu phần nguyên liệu trước đó. Rồi một chút mình sẽ nhồi bột mình làm bánh nhé các bạn. Khi nhồi bột mình rửa tay cho sạch sạch nhé. Các bạn, nước này là bắt các bạn nấu nước cho thật sôi nhé. Các bạn quậy lên, bạn quậy lên nhé. Mình không có điều lượng nước, mình cảm thấy mình đổ vào là mình thấy khi nào mình ngồi được thì được. Nếu lỡ có khô quá thì các bạn thêm nước, mà có nhiều quá thì các bạn thêm bột. Thành ra nước không cần liều lượng. Các bạn phải, cái điều quan trọng là các bạn phải nước thật sôi.
Nó thật sôi. Các bạn quậy lên. Khi nào quậy cho đều. Quậy cho đều và khi nào nhồi được á. Khi làm thì mình rửa tay cho thật sạch, mình sẽ nhồi bằng tay mới dễ cảm nhận hơn. Chứ mình đeo bao tay vô mình nhồi bột khó lắm. Đó, khi bột đã thành khối như vậy rồi đó. Đó, các bạn thấy độ dẻo như vậy là được rồi đó. 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 Dẻo như vậy là được rồi đó. Nếu gì, nếu mà mình có thời gian nữa thì mình sẽ xe ra dài thì mình cắt từng khúc, nhưng mà nếu mình muốn làm nhanh thì mình sẽ mình nhắm chừng, nhắc từ từ cũng được. Cái này cái dĩa các bạn tha lúc dầu mỏng lên đây để mình để cho nó đừng có dính. Đây là lớp bột khô, các bạn xoay vô tay. Ok, đáng lý ra nếu mà đúng bánh bột lọc đó, thì mình phải có tôm, tôm thịt để nguyên con tôm. Nhưng mà khi mà buổi sáng mình làm nhanh thì mình sẽ tận dụng làm, chứ còn nếu mà tôm thì mình mất thời gian. Với hơn nữa mình không có, tại tùy theo mỗi người hay sao á, mình ăn tôm thì mình không thích ăn tại cái vỏ nó hơi sẫm sẫm. Nói chung là mình vẫn thích cái nhân như vậy. Nếu các bạn thích ăn tôm thì các bạn mua tôm về rồi mình để nguyên con tôm mình ướp, rồi mình sẽ xào tôm cho chín rồi. Đây là nhân, nhân mình đã xào xong rồi đó. Các bạn bỏ một ít vô, bạn bỏ một ít vô đây. Đó. Các bạn túm cái mép, túm mép cho nó dính lại như thế này đó. Mình sẽ làm đúng là dạt luôn, mình sẽ bóp gì cho nó chắc, cho nó không có bị bung ra. Mình sẽ làm cho các bạn, cho các bạn coi nhé. Đó, cả nhà mình. Đó, các bạn bỏ nhân vào. Đó, các bạn bóp, bóp cho nó sát miếng nha. Rồi các bạn sẽ bóp này. Sau đó mình sẽ lấy này, rồi mình sẽ làm, mình sẽ làm thêm một cái nữa cho các bạn xem nhé. Các bạn dàn mỏng ra, dàn mỏng ra đây. Mình sẽ bỏ nhân vào.
Đây, bạn sẽ bóp lại. Bóp lại đây. 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 Lúc sau giờ đấy các bạn, mình sẽ bỏ nóng vào. Các bạn mình luộc, luộc cho nó nổi lên. Bạn để khoảng 15 phút từ bắt đầu nước sôi lên nhé. Rồi mình đi làm mỡ hành, làm đi dầu hành. Cái này mình ướp một ít đường, ít bột nêm và một tí xíu muối. Mình nấu dầu sôi lên. Đây là mình chuẩn bị thêm nước đá để một chút mình vớt bánh ra. Bánh răng nhẵn đang sôi. Miếng hạt tiêu đây. Miếng hạt tiêu miếng này. Miếng sôi. Chín ra trong mình hấp cũng được, nhưng mà hấp là bánh nó hơi dai á các bạn. Bây giờ sôi rồi mình sẽ cho vô chén dầu hành đi. Mình để ra chút, khi mình nhét bánh ra mình sẽ thôi lên bánh. Để nếu mình hấp là bánh dai hơn, mình luộc gì thì bánh nó sẽ dai, và có độ mềm, mình dễ ăn hơn. Mình 15 phút rồi mình sẽ vớt bánh ra nha các bạn. Bỏ vô thêm nước đá. Khi mình ngâm nước đá xong rồi mình sẽ vớt ra rổ cho nó ráo nước, rồi mình mới bỏ ra dĩa. Mình bỏ dầu hành lên như thế này nha các bạn. Chúc các bạn buổi sáng ngon miệng. Mình chào các bạn nha.